nếu cơ thể thay đổi. Tôi có thể tự tin mang đến hình ảnh tuyệt vời cho những MV của mình. Tôi cảm thấy cơ thể mình luôn có nhiều năng lượng hơn bao giờ hết. Chúng tôi có thể có những xuất hình tuyệt vời nhất. Tôi có thể chạy nhanh hơn. Tôi có thể đánh mạnh hơn. Tôi có thể nhảy cao hơn. Tôi có thể cõng vợ lâu hơn. Thay đổi cơ thể từ chính suy nghĩ của bạn. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu chương mới của cuộc đời. Tôi muốn trở nên sexy ở bất cứ độ tuổi nào, dù cơ thể có thay đổi ra sao. Tôi là Hoa Quy. Tôi là Cù Ngọc Quý. Tôi là Trời Quân. Và chúng Huyền Thanh. Và chúng tôi sexy và amazing.